Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Coin68 TV. Mình là Linda và hôm nay mình sẽ cùng với các anh em tìm hiểu một dự án đang cực kỳ hot dạo gần đây. Đó là dự án Bitconomy với token là Bico. Ngay tại thời điểm mà mình làm video này á, thì Bitconomy vừa mới được list trên sàn Binance vài ngày trước với giá list sàn là 5.6 đô, tức là đã ít 22 lần so với giá mở bán ở trên CoinList. Và đó là do thị trường đang xấu thôi nha. Chứ Bitconomy đã từng đạt ATH lên tới 21 đô, tức là đã ít 84 lần so với giá mở bán ở trên CoinList. Thì ngoài CoinList ra thì Bitconomy đã từng được list trên các sàn khá là lớn như là Huobi, FTX, Coinbase và gần đây nhất là Binance. Vâng, thì mình tin là với độ hot của dự án này cũng như là hot trend Web3 dạo gần đây thì những gì mà Bitconomy đang xây dựng rất đáng để các bạn quan tâm và chú ý. Thì hôm nay mình và các anh em sẽ cùng đi tìm hiểu ưu và nhược điểm của dự án này nha. Và nên nhớ đây chỉ là ý kiến của cá nhân mình, còn đầu tư hay không là quyết định nằm ở các anh em. Bây giờ mình bắt đầu ha. Rồi, các bạn có thể bấm cái chữ Bitconomy.io ở trên thanh địa chỉ web để được chuyển đến cái giao diện trang web của Bitconomy. Thì ngay trên cái giao diện trang chủ thì mình cũng thể thấy luôn một cái dòng chữ rất là lớn, đó là dòng chữ Next Gen Multi-Chain Relayer Protocol, nghĩa là giao thức Multi-Chain Relayer thế hệ mới. Thì cái chữ Relayer này có nghĩa là một bên thứ ba giúp kết nối hoặc là chuyển giao các thông tin giữa bên thứ nhất và bên thứ hai, ở đây là người dùng với lại là blockchain. Còn chữ Multi-Chain thì có nghĩa là đa chuỗi, đa nền tảng, tức là nó có thể ứng dụng, sử dụng được trên ít nhất là hai chuỗi như là Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Avalanche v.v. Rồi có một cái dòng chữ nhỏ nhỏ dưới này là Making Web3 Frictionless and Mainstream, tức là làm cho Web3 trở nên mượt mà và dễ sử dụng hơn. Thì chỉ có hai dòng thôi nhưng mà Bitconomy đã nói lên được cái mục tiêu, mục đích cũng như là tham vọng của nó, đó chính là biến Web3 trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn như là Web2 luôn, và nó có thể giải quyết được các cái vấn đề tồn động của Web3 và đưa Web3 trở nên gần gũi với người dùng hơn. Rồi tới đây thì sẽ rất là nhiều người hỏi mình là Web3 là gì, cũng như là các vấn đề của Web3 là các vấn đề gì. Thì cho những bạn chưa rõ cũng như là chưa biết thì các bạn có thể xem lại cái video về Web3 của Coin68 ở đây nha. Mình sẽ để link. Rồi về nói một cách đơn giản, một cách nôm na đơn giản thì Facebook này, YouTube thì chính là Web2, còn Web3 là một cái nền tảng phi tập trung mà đưa toàn bộ cái quyền kiểm soát vào tay người dùng. Thì Web3 là một từ hot cực kỳ hot dạo gần đây. Nếu mà các bạn có theo dõi thị trường, các cái con coin của Web3 là bay rất là ghê luôn, thì nó cực kỳ hot. Tuy nhiên thì nó lại gặp hai cái vấn đề chính. Vấn đề đầu tiên đó là cái việc mà nó khá là khó sử dụng, cũng như là nó khá phức tạp đối với người mới. Mình ví dụ nha, nếu các bạn muốn sử dụng BApp thì các bạn phải đăng ký tài khoản nè, phải KYC nè, rồi P2P chuyển tiền Việt Nam đồng vào nè, xong bắt đầu giao dịch, xong rồi phải tạo ví nè, phải biết là mình chọn token nào để mà trả phí nè, rồi phải dự trù phí gas, tại vì có nhiều khi á mình tưởng là mình giao dịch được rồi nhưng mình lại bị thiếu phí gas và cuối cùng là giao dịch lại không thành công. Nói chung là khá phức tạp đối với những cái người mà không có kiến thức về crypto cũng như là blockchain, không sử dụng bao giờ đúng không? Cho nên nó khá là khó sử dụng. Cái vấn đề thứ hai của Web3 đó chính là cái việc phí gas quá cao, và nó cũng là cái vấn đề của Ethereum luôn. Nếu mà các bạn nào đã từng sử dụng Ethereum sẽ thấy là phí khá là chát và thời gian giao dịch thì khá là lâu, cho nên có rất là nhiều dự án đang tìm cách để mà xử lý các cái vấn đề mà Web3 đang tồn tại, và Bitconomy là một trong những dự án đó. Rồi thì để giải quyết các cái vấn đề của Web3 thì Bitconomy đã đưa ra các cái sản phẩm như thế nào? Thì nếu mọi người check trên trang chủ, chính là giao diện trang chủ của Bitconomy luôn á, thì mình có 3 sản phẩm chính, đó là sản phẩm Hyphen, Gaslit và Forward. Thì tới với Hyphen đầu tiên ha, thì Hyphen là Instant Cross-Chain Protocol, có nghĩa là một cái giao thức, là một cái cầu nối giữa các cái chuỗi với nhau, thì nó sẽ cung cấp những cái chuyển đổi giá trị tức thời giữa các cái chuỗi EVM này, giữa các layer 2 cũng như là giữa layer 1 và layer 2. Cho những bạn chưa biết layer 2 là gì cũng như là các dự án layer 2 là các dự án như thế nào thì các bạn có thể check cái video trong số DeFi mới nhất của Coin68 nha. Rồi sản phẩm thứ hai là sản phẩm Gasless, và cái tên là đã nói lên tất cả luôn, đó là Bitconomy muốn xây dựng một tương lai mà người dùng không phải trả phí gas. Rồi sản phẩm thứ ba là sản phẩm Forward. Thì Forward là một cái sản phẩm sẽ cung cấp một cái giải pháp plug and play để mà đưa ra các cái sự lựa chọn linh hoạt cho người dùng để mà trả phí gas trên layer 1 và layer 2, tức là bạn có thể sử dụng các cái đồng stablecoin, các đồng tiền ổn định như là USDT, USDC v.v. hoặc là trả bằng các token của ERC20. Thì đây là ba sản phẩm để giúp cho giải quyết các cái vấn đề còn tồn động của Web3 mà mình vừa mới nói ở trên.
Rồi vậy thì trên màn hình là một cái moonsheet được chuẩn bị bởi team Kairos bên coin số 8. Thì ở đây mọi người có thể thấy là cái hệ sinh thái của Bitconomy đã có hơn 70 các cái DApps, tức là các cái ứng dụng phi tập trung, bao gồm các mảng DeFi, mảng NFT, mảng gaming và các mảng khác. Thì hiện tại ở quý 3 2021 thì Bitconomy đã vừa ra sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm Hyphen. Còn các cái quý khác, các năm sau thì Bitconomy sẽ còn cho ra thêm nhiều sản phẩm nữa. Thì như các bạn đã biết thì cho dù một dự án có tốt đến cỡ nào, tức là ý tưởng của nó có thú vị, có giải quyết vấn đề cấp thiết như thế nào, mà cái team đứng đằng sau nó không có kinh nghiệm cũng như là không có cái độ uy tín nhất định thì chưa chắc là mình sẽ tin tưởng để mà đầu tư, đúng không? Cho nên mình sẽ cùng đi tìm hiểu xem ai là người đứng sau Bitconomy. Thì để biết chi tiết này thì các bạn bấm vào Who We Are và bấm vào About Bitconomy thì mình sẽ được dẫn đến cái trang About Us page. Thì ở dưới cái khúc này là sẽ có The Brains Behind Bitconomy, tức là những vụ óc thiên tài đứng sau Bitconomy. Thì mình sẽ quan tâm tới ba người đứng đầu, đó là CTO, CEO và COO của Bitconomy, cũng chính là những người đồng sáng lập nên Bitconomy. Thì ở đây là CTO, tức là giám đốc công nghệ, tức là anh Sachin. Thì đối với giám đốc công nghệ thì mình yêu cầu một cái kinh nghiệm nhất định ở trong cái ngành công nghệ, tại vì Bitconomy là một cái dự án khá là tech, khá là nghiêng về mảng công nghệ, cho nên giám đốc công nghệ phải có kinh nghiệm khá là dày dặn trong ngành này. Thì ở đây mình thấy là anh Sachin có kinh nghiệm tới 7 năm làm software engineer, tức là kỹ sư phần mềm ở MakeMyTrip cũng như là Samsung. Những cái năm kinh nghiệm rất là ấn tượng. Rồi và hiện tại chính là co-founder của Bitconomy. Đây, còn có cả làm game developer, programmer, vân vân. Rồi người thứ hai tức là giám đốc vận hành, tức là anh Aniket. Thì anh Aniket thì có một cái bề dày kinh nghiệm rất là ấn tượng, bởi vì anh từng làm cố vấn cho Matic Network, cũng làm marketing cho Binance ở thời kỳ đầu luôn, tức là thời kỳ năm 2017. Rồi ngoài ra thì anh đã từng làm tất rất là nhiều các cái vị trí khác như là research nè, rồi phát triển kinh doanh nè, vân vân. Có một bề dày trong lĩnh vực blockchain nói riêng và trong gọi là các cái lĩnh vực khác. Rồi người cuối cùng cũng là người quan trọng nhất, tính là anh Ahmed, tức là CEO của dự án Bitconomy. Thì anh Ahmed cũng có một cái bề dày kinh nghiệm khi mà anh đã làm investor, đã làm giám đốc điều hành, giám đốc quản lý, đã làm researcher, đã làm biên tập viên ở Dow Jones, đã làm ở các cái quỹ lớn trong khắp Trung Đông luôn, và đã có kinh nghiệm blockchain ở các cái nước như là Anh, Ả Rập, Trung Quốc, vân vân. Nói chung là một người có bề dày kinh nghiệm ở tất cả các lĩnh vực liên quan tới blockchain nói riêng và lĩnh vực kinh doanh nói chung. Rồi, quay lại trở lại cái trang hồi nãy thì mình cũng thấy là có một cái câu là backed by the best, tức là các cái quỹ đầu tư của Bitconomy, thì nó cũng tự ghi nhận luôn, đó là được hỗ trợ bởi những gì tốt nhất. Thì mình có thể thấy các cái quỹ khá lớn trên thị trường, đó là Binance nè, Coinbase Ventures nè, rồi Hobby Ventures nè, vân vân. Thì các bạn biết là khi mà mình tìm hiểu một dự án thì mình cũng quan tâm xem thử là các quỹ đầu tư của dự án là gì. Thì bây giờ thấy những cái tên tuổi khá là lớn này thì mình có thể yên tâm về cái tiềm năng của Bitconomy rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới một cái phần cực kỳ quan trọng, cũng chính là cái phần mà các bạn mong chờ nhất, đó là phần token của Bitconomy. Thì Bitconomy có token là Bitco, và để biết thêm về token này thì các bạn có thể click vào community và click vào live paper của dự án. Thì mình đã mở sẵn live paper, các bạn hãy trượt xuống cái phần Bitco token. Vậy thì nắm giữ Bitco thì có cái lợi ích gì? Có nghĩa là cái vai trò trong hệ sinh thái của cái đồng Bitco này là gì? Thì mình sẽ đưa cho các bạn ba lợi ích. Đầu tiên thì Bitco sẽ được sử dụng để làm phi giao dịch cho mạng lưới. Cái thứ hai là nó sẽ là phần thưởng cho những người dùng cung cấp thanh khoản. Và cái thứ ba là nó sẽ giúp cho những người mà cầm cái Bitco này có thể tham gia biểu quyết các cái quyết định quan trọng trong mạng lưới. Về phần distribution thì các bạn cũng thấy luôn là nó có một cái phần rất lớn dành cho cộng đồng, 38.12% dành cho community, tức là cộng đồng, và 22% là dành cho team. Cho nên các bạn phải check lịch vesting thật là cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định đầu tư nào. Rồi, ngoài ra thì các cái đợt mở bán thì mình cũng xin nhắc lại cái phần mở đầu video luôn, đó là mình đã nói là Bitco từng được mở bán public sale trên CoinList với giá là 0.15 đến 0.25 đô một Bitco. Và vừa rồi vào ngày 1 tháng 12 thì Bitco cũng được list trên Prime List của Hobby với giá là 0.3 đô một Bitco. Giá cực kỳ hời luôn. Và như các bạn đã biết thì Bitco đã đạt đỉnh
Sau khi mà được list trên Hobby cũng như là các cái sàn lớn khác như là Coinbase, FTX thì Bitcoin đã đạt đỉnh là 20.12 USD vào ngày 2 tháng 12. Và cái đỉnh này thì đã tăng ít 80 lần so với giá mở bán ở trên CoinList. Và nếu các bạn tính với giá hiện tại, tức là 5 chấm mấy đô của Bitcoin á, thì cái giá này vẫn gấp 20 mấy lần so với cái giá mở bán trên CoinList. Thì đó là một cái giá rất là hời. Thì mình tin rằng khi mà thị trường phục hồi, tức là thị trường khả quan trở lại, thì Bitcoin có thể sẽ vượt ATH và lập đỉnh mới. Thì nếu các bạn muốn thảo luận thêm về dự án này thì có thể tham gia cộng đồng FOMO Sapien cũng như là 68 Trading của Coin68. Mình sẽ để link ở bên dưới phần description nha. Ok, thì nãy giờ mình đã nói nhiều đến ưu điểm của Bitcoinomy, thì bây giờ mình sẽ nói đến các cái nhược điểm của Bitcoinomy ha. Thì đầu tiên á, Bitcoinomy là một dự án tập trung nhưng lại đi xử lý của vấn đề phi tập trung nên nghe nó hơi lấn cấn một tí. Thứ hai là Bitcoinomy vẫn chưa làm được hết cái sản phẩm mà mình mong muốn, cho nên mình phải đợi thời gian xem thử nó có thực sự làm được những gì mà nó vẽ ra hay không. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy Bitcoinomy là một dự án khá là tiềm năng nè. Và nó đã xuất hiện, đã có mặt trên rất là nhiều blockchain như là Ethereum, này, Polygon, BSC, Avalanche, v.v. Và nó đang tập trung vào giải quyết các cái vấn đề mà Web3 đang mắc phải, như là khó tiếp cận người dùng cũng như là chi phí đắt đỏ và thời gian thì khá là lâu. Thì cho nên là mình hy vọng các cái thông tin mà mình cung cấp ở đây có thể giúp cho các bạn quyết định xem có nên đầu tư vào Bitcoinomy hay không. Và nên nhớ rằng những thứ mình cung cấp chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo, chứ hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư. Chúc các bạn may mắn.